Vâng, video hôm nay tôi hướng dẫn các bạn máy rơi nước xử lý máy rơi nước nào sao cho tốt nhất. Các bạn tháo pin ra nhé, tháo pin này. Khi rơi nước phải tháo pin luôn này. Chúng ta tháo máy. Ta tháo máy ra nhé, tháo pin ra cho đỡ chặt, không dùng tô vít tháo máy ra. Tiếp theo chúng ta dùng khò. Trông đơn giản này thôi nhưng mà rất kỳ quan trọng, nên chúng ta khò sao cho nó khô nước nhé. Và các bạn xong các bạn nên tới quán và họ sẽ sửa cho mình các lỗi bệnh gì thì chúng ta lên tới quán. Đây là cách sơ chế xử lý cách tốt nhất. Nếu mà nhà mình có tô vít thì mình nên vặn và mình biết cách tháo tự tháo, còn không thì tốt nhất là các bạn mang ra hiệu sấy điện thoại, họ sẽ tháo và họ sấy cho các bạn.
con mình gửi đi ra toilet và là cho tắm luôn.
ra đi ở đây lên. Mạc vấn điện
Này, và đã lên rồi. Đấy, xử lý thành công phải lên nha. Biết nó có sao không? Đợi tí nó vào lại. Xem cặp đôi nó chết không? Như này thì ai cũng làm được, đúng không các bạn? Chúc các bạn thành công. Nhiều cách sấy sửa, nhưng mà nhiều cách họ bảo là ngâm vào thùng gạo hoặc là nhưng mà tốt nhất các bạn nên tháo pin ra và chạy ngay ra hiệu sửa điện thoại. Nếu các bạn ở Hà Lan thì nhớ ra cửa hàng Đắc Quân khu công nghiệp Đồng Văn. Xong thiếu ốc. Xem. Rơi đâu nhỉ? Chắc không mong vậy.